Mến chào quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, chính xác nhất, tin tức 24 giờ HD rất hân hạnh được phục vụ quý khán giả qua các bản tin thời sự cập nhật liên tục. Rất mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Nối tiếp chuỗi bom Việt Á. Khởi tố bắt giam thêm giám đốc và 4 cán bộ CDC Đắk Lắk. Khởi tố bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên ở tỉnh Thất Bồng Lai. Nên có quy định cụ thể buộc cán bộ sai phạm phải từ chức. Tin thế giới, thất thế ở Donbass, Ukraine thừa nhận mất thêm thành phố quan trọng vào tay Nga. Trên đây là điểm tin nóng nhất mà biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Ngay sau đây là phần thông tin chi tiết. Nối tiếp chuỗi bom Việt Á, khởi tố bắt giam thêm giám đốc và 4 cán bộ CDC Đắk Lắk. Kính thưa quý vị, lúc 10h45 sáng ngày 27 tháng 5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến CDC Đắk Lắk để tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam giám đốc và một số cán bộ đơn vị này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Quang Trí, giám đốc CDC Đắk Lắk do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại đơn vị này. Cùng bị khởi tố với tội danh như ông Trí còn có 4 cán bộ tại CDC Đắk Lắk. Được biết, việc khởi tố bắt giam ông Trí và 4 cán bộ tại CDC Đắk Lắk là do liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Theo đó, ngoài ông Trí còn có ông Trần Thanh Mỹ, trưởng phòng tài chính kế toán, ông Đặng Minh Tuyết, phó trưởng khoa xét nghiệm, bà Trần Thị Nguyên Hằng, nhân viên khoa xét nghiệm, bà Trần Thị Mai Anh, nhân viên khoa dược. Ngoài 5 lãnh đạo cán bộ tại CDC Đắk Lắk, cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với bà Đinh Lê Lê Na, nhân viên kinh doanh của công ty Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên. Để điều tra về cùng hành vi nêu trên, trong đó Cơ quan Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định bắt tạm giam đối với 3 người, gồm ông Trịnh Quang Trí, ông Trần Thanh Mỹ và bà Trần Thị Nguyên Hằng. Khởi tố bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên ở tỉnh Thất Bồng Lai. Kính thưa quý vị, ngày 27 tháng 5, liên quan vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi. Lê Thanh Nhị Nguyên bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, bổ sung sửa đổi năm 2017. Sáng nay, khi cơ quan điều tra đến Tịnh Thất Bồng Lai để tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam, thì bị can Lê Thanh Nhị Nguyên chống đối, không mở cửa. Cơ quan cảnh sát điều tra phải nhờ các cơ quan chức năng hỗ trợ mở cửa để tống đạt quyết định. Việc khởi tố bắt tạm giam Nhị Nguyên nhằm không bỏ lọt tội phạm trong vụ án liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai. Đại diện Công an tỉnh Long An thông tin. Trước đó, ngày 12 tháng 5, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cao Thị Cúc là chủ của khu đất nơi có căn nhà được ông Lê Tùng Vân tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai, thiền am bên bờ vũ trụ. Bị can Cao Thị Cúc bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, bổ sung sửa đổi năm 2017. Ngày 3 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, bổ sung sửa đổi năm 2017. Ngày 7 tháng 1, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, trên cơ sở dữ liệu thu thập được, Công an huyện Đức Hòa đã khởi tố bị can đối với 4 người trong Tịnh Thất Bồng Lai, gồm Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, Lê Thanh Hoàn Nguyên, sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, Lê Thanh Trùng Dương, sinh năm 1995, cùng địa chỉ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Công an huyện Đức Hòa cũng ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng thầy ông nội Lê Tùng Vân bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 24 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự tại Tịnh Thất Bồng Lai về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền. Quyết định nêu rõ, chuyển vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích của tổ chức cá nhân do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa khởi tố ngày 3 tháng 1. Chiều 7 tháng 3, Đại tá Văn Công Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét và thực hiện các thủ tục tại nhà bà Cao Thị Cúc để tiếp tục làm rõ các tội danh khác ở vụ án Tịnh Thất Bồng Lai. Ngoài tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước,
tổ chức cá nhân. Thời gian qua, cảnh sát điều tra còn tiếp nhận được những nguồn tin tố giác tội loạn luân, tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Tùng Vân và một số người tại Tịnh Thất Bồng Lai. Hiện tại chúng tôi cũng đang tiếp nhận tố cáo này để tiếp tục xác minh, điều tra. Đại tá Văn Công Hình nói. Liên quan đến quá trình giải quyết vụ án, Công an tỉnh Long An đã có thông báo gia hạn tạm giam lần thứ hai đối với 3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương đến ngày 3 tháng 6 năm 2022. Nên có quy định cụ thể buộc cán bộ sai phạm phải từ chức. Kính thưa quý vị, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, đối với cán bộ có sai phạm, nhiều nước đặt ra cơ chế nếu anh không xin về thì sẽ bị truy tố. Sau Đại hội 13 của Đảng, Trung ương đã ban hành nhiều quy định nghị quyết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó có quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ với đầy đủ căn cứ, tiêu chí được định lượng một cách rõ ràng cụ thể, có tính pháp lý, làm cơ sở để cán bộ nếu rơi vào một trong các trường hợp trên thì nên chủ động từ chức. Tuy nhiên, thực tế vẫn hiếm thấy có trường hợp nào chủ động từ chức, đặc biệt khi dính sai phạm. Một trong những lý do để giải thích cho vấn đề này được cho là chủ nghĩa cá nhân ở một bộ phận cán bộ quá lớn, chừng nào chưa xóa bỏ được chủ nghĩa cá nhân, không thể trông đợi cán bộ mắc sai phạm từ chức. Nên chăng cần đặt ra một cơ chế mang tính chất cưỡng bức hoặc có những quy định cụ thể buộc cán bộ phải từ chức, giống như Đảng đã chỉ ra những biểu hiện về suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống của người đảng viên để chỉ rõ đảng viên suy thoái, từ đó có cơ sở để xử lý. Chia sẻ quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng cán bộ đã vi phạm thì phải từ chức, nhưng hiện nay đa phần người ta tìm cách né tránh, không nhận lỗi. Nếu người ta có lòng tự trọng thì không nói làm gì, khi đã không tự giác thì phải có quy định. Dẫn chứng từ vụ việc của hàng loạt giám đốc CDC các tỉnh vừa qua, khi vị nào cũng khăng khăng nói không nhận một xu nào của Việt Á, nhưng sau đó đều bị bắt hết. Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng kiểu của họ là phải chối đến cùng, khi có chứng cứ họ mới phải chịu. Khẳng định cần phải có một quy định cụ thể buộc cán bộ mắc sai phạm phải từ chức và những quy định này phải dựa vào cơ sở chính là pháp lệnh về cán bộ công chức. Cụ thể, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, yêu cầu đặt ra là việc anh có hoàn thành được chức năng, nhiệm vụ, vai trò đại diện tiêu biểu, lãnh đạo của đảng viên, quần chúng hay không? Ở cương vị của mình, anh có hoàn thành chức trách nhiệm vụ hay không? Năng lực kém, đạo đức kém, không đảm đương được thì phải từ chức. Đều vấn đề như vậy, nhưng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà vẫn cho rằng đây là câu chuyện rất khó bởi đưa ra các quy định mang tính định tính thì được, chứ định lượng ra như thế nào là không hoàn thành nhiệm vụ hay thế nào là đạo đức kém cần phải có biểu hiện cụ thể, kiểu như bắt quả tang, giấy trắng mực đen là vô cùng khó. Phương án dễ dàng hơn vẫn là vận động lòng tự trọng của quan chức, cán bộ. Ở các nước khi có vấn đề xảy ra, người đứng đầu phải từ chức. Nhiều vụ đắm phà ở Hàn Quốc khiến mấy trăm học sinh tử vong. Vị Bộ trưởng Giao thông tuy không liên quan trực tiếp nhưng phải từ chức với tư cách là người đứng đầu. Quay trở lại với vụ việc của nhiều giám đốc CDC không hề có động thái từ chức mà còn khăng khăng khẳng định mình trong sạch. Ông Hà cho rằng họ luôn nghĩ mình sẽ không bị lộ, cho nên cứ khăng khăng như thế để mọi người nghĩ họ trong sạch, nhưng họ không biết cơ quan chức năng đã nắm trong tay đủ bằng chứng. Người ta đã mang cả trăm tỷ đồng đi hối lộ thì đương nhiên sẽ phải khai ra hết mới mong nhẹ tội. Quan trọng hơn, những ai nhận hối lộ đều được ghi chép sổ sách đầy đủ. Tóm lại, để buộc cán bộ phải chủ động từ chức vẫn phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cán bộ đó. Họ có hoàn thành hay không? Ở vị trí giám đốc có hoàn thành nhiệm vụ không? Có uy tín với cán bộ cấp dưới, nhân viên không? Rồi có vi phạm gì về đạo đức không? Vi phạm có đến mức xử lý kỷ luật không? Ở nhiều nước ngoài, ta đưa ra hai lựa chọn. Một là anh xin về, hai là bị truy tố. Có lẽ mình cũng nên học các nước sao cho hợp lý. Ông Hà nêu quan điểm. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 cũng cho rằng quy định của Trung ương về miễn nhiệm từ chức có thể nói là đã rõ, nhưng tinh thần về muốn khuyến khích cán bộ tự giác. Trên thực tế lại không như vậy. Tôi cũng đồng ý là cần phải có một quy định bắt buộc nào đó để siết chặt, nếu không từ chức sẽ phải xử lý để cán bộ phải chấp hành. Tuy nhiên, nên dùng từ ngữ cho chuẩn, anh vi phạm nặng thì phải kỷ luật, anh không từ chức thì cũng bị cách chức. Nhấn mạnh điều này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An cũng đồng tình với quan điểm cần có một hệ thống các tiêu chí để đánh giá cán bộ ở mức nào thì phải từ chức. Tuy nhiên, theo bà Bùi Thị An, rất khó đưa ra các tiêu chí để có thể định lượng cụ thể, còn đưa tiêu chí chung chung thì lại như trước đây, không ai chịu từ chức.
Và về lý thuyết, những tiêu chí đó phải dựa trên kết quả công việc và mức độ vi phạm ảnh hưởng đến xã hội của cán bộ, đặc biệt là tiêu chí để đánh giá mức độ uy tín. Đây cũng là tiêu chí rất khó để định lượng, nhiều cán bộ đã mất hết uy tín, nhưng cứ khăng khăng mình chưa mất, kể cả việc lấy ý kiến cấp dưới, liệu rằng họ có dám nhận xét cấp trên của mình làm không tốt, không có uy tín không? Như vậy là còn phải tính xem cách lấy ý kiến thế nào cho phù hợp thực tiễn với hoạt động và điều hành của cán bộ đó. Việc này chỉ có thể làm tốt nếu cấp trên trong sáng, có trình độ và cấp dưới có bản lĩnh, dám đấu tranh, nói thẳng, nói thật. Nhấn mạnh đây là vấn đề vô cùng khó, nhưng theo bà Bùi Thị An, không thể không đặt ra để nghiên cứu, xem xét, không để tình trạng cháy sổ mũi dập lửa. Thất thế ở Donbass, Ukraine thừa nhận mất thêm thành phố quan trọng vào tay Nga. Lực lượng Nga được cho là đã giành được thành phố Lyman ở miền đông Ukraine và Kiev thừa nhận Moscow đang ở thế cửa trên. Cố vấn Tổng thống Ukraine Alexei Arestovych tối ngày 26 tháng 5 thừa nhận lực lượng Nga đã chiếm thành phố Lyman tại phía bắc tỉnh Donetsk. Lực lượng đã rút về hướng Slovyansk. Theo đài RT, ông Arestovych đã trích dẫn những báo cáo chưa được xác nhận để đưa ra thông tin trên. Giao tranh tại Lyman đã diễn ra trong cả tháng qua và nếu được xác nhận, việc kiểm soát thành phố sẽ giúp lực lượng Nga dễ dàng hơn trong việc cô lập thành phố Severodonetsk ở Luhansk, theo The Guardian. Tỉnh trưởng Luhansk Sheriff Haidai cho biết, diện tích của tỉnh nằm trong tay lực lượng Ukraine đã giảm từ 10% vào hơn một tuần trước xuống còn 5%. Bên cạnh đó, binh sĩ Ukraine đang rút lui tại một số khu vực. Trong khi đó, tướng Oleksiy Gromot của quân đội Ukraine thừa nhận trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 5 rằng Nga đang ở thế cửa trên trong cuộc chiến tại Luhansk. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ganna Malia thông báo chiến sự tại miền đông đã đạt đến cường độ tối đa từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự. Quân địch đang đồng thời tấn công những vị trí của binh sĩ chúng tôi từ nhiều hướng. Chúng tôi có một cuộc chiến cực kỳ khó khăn và lâu dài trước mắt, bà Malia nói. Sau khi không thể kiểm soát Kiev và Kharkiv trong giai đoạn đầu của chiến dịch, Nga đang tìm cách giành toàn bộ vùng Donbass gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk. Hàng ngàn binh sĩ Nga đã được đưa đến khu vực tấn công từ ba phía nhằm bao vây lực lượng Ukraine tại các thành phố Severodonetsk và Lysychansk. Nếu Ukraine để mất hai nơi này, Nga coi như sẽ kiểm soát hoàn toàn tỉnh Luhansk.